Cây mía vùng đồng bằng sông Cửu Long năng suất thường đạt ở mức cao nhưng chất lượng trữ đường vẫn còn khá thấp. Vậy tập quán canh tác, bón phân có ảnh hưởng gì đến kết quả này? Giải pháp nào để cây mía đạt cả hai tiêu chí về năng suất và trữ đường trong tình hình giá phân bón tăng cao như hiện nay? Nội dung cụ thể với phần tư vấn chi tiết của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ sẽ có trong chuyên mục Canh tác thông minh phát sóng trên VTV9 lúc 17:15 Chủ nhật ngày 31 tháng 10 năm 2021. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.